Rồi, thấy chưa? Nó giống cái Jang Ro 32 luôn. Cái Jang có hãng bô các bạn. Làm nhôm. Nhôm hả? Nhôm, aluminium. À, Ablu phải không? Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì mọi người đã thấy trước mặt video các bạn đây chính là dòng EC. Đây là dòng EC Line của hãng SL Technic. Thì cái video trong tuần trước hay là vài tuần trước mình đã có chia sẻ cho khách hàng cũng như là các bạn cái dòng EC 38 và mình đã đi lắp cũng như là mình cũng đã review sơ về cái EC 38. Thì hôm nay mình có dịp để giới thiệu các bạn cũng như là có sản phẩm chân thật để review các bạn. Đây là toàn giải của giải sản phẩm của cái series là dòng E-Line của hãng SE Auto Technic của Đức. Thì trước mặt bạn đây chính là dòng EC 32 và đây là EC 34 và series gấp đôi và chiều cao gấp đôi, vậy là EC 38. Các bạn có thể truy cập cái video trước, các bạn có thể xem. Và ở dưới phía này chính là con AM 202 để dành đánh cho những cái con như là 302 hoặc là xin lỗi mọi người, là để dành đánh cho con EC 32 hoặc là con EC 34. Và cái con 402 các bạn có thể đánh được cái con EC 38. Thì trước khi mình đi sâu về cái kỹ thuật, chia sẻ mọi người về cái kỹ thuật cũng như là cái ứng dụng của dòng loa này, thì Vũ xin được review sơ về cái giá cho mọi người. Thì Vũ không nhớ giá được cái giá chính xác. Thì bây giờ đầu tiên thì về EC 32 các bạn thấy không? Đây là EC 32. Thì con này hiện tại đang có mức giá là 13 triệu mấy trăm một cặp với hai driver. Đó. Và dòng EC 34 là khoảng 21 đến 22 triệu một cặp với 4 driver. À, đây là dòng Colum các bạn ha. Rồi, và trước mặt các bạn đây là dòng SUP cùng với series của dòng SE của E-Line. Thì con này có giá là khoảng 28 triệu. Thì hiện tại con này đối với Vũ là hiện tại khá là cao. Và hiện nay trên thị trường Việt Nam, Vũ đang bán cái con này ghép với MF3 để giảm chi phí giá thành xuống. Cái thứ hai nữa là về công suất, nó vẫn đảm bảo được cái chất lượng cho cái dòng EC này. Nhưng một số khách hàng có nhu cầu về cái sub series nhỏ gọn và công suất lớn hơn thì chúng ta có thể chọn con này. Thì con này thì giá thành nó hơi cao nên vừa thường là Vũ sẽ tối ưu cho khách hàng. Rồi, còn cái con men này rơi đâu đó là khoảng thêm gần khoảng 20 triệu nữa. Thì con men này á, các bạn trước mặt đây là 22 202D E-Line là AM. Rồi, các bạn thấy về thiết kế, các bạn thấy nó rất là đẹp. Đó, video trước là Vũ giới thiệu các bạn nhôm, mặt nhôm phay xước hoàn toàn. Còn đây là mặt lưới để tản nhiệt, hút cái không khí vào để đưa cái nhiệt độ ra để giảm nhiệt cho cái dòng amply này. Đó, đây là con này là amply tích hợp luôn cả cái DSP ở bên trong các bạn ha. Thì cái DSP này nó sẽ có nhiệm vụ là để chia quay cho cái loa này. Thì mình sẽ cho các bạn xem và những tính năng của con amply này. Chúng ta nhìn thấy nó nhỏ gọn đúng không các bạn? Thì nó cũng giống như những cái hãng lớn khác. Thì nó sẽ tích hợp, trong đó nó sẽ có bao gồm là cả, để mình cho bạn, nó sẽ đầu tiên là nó sẽ có cả là reset. Cái thứ hai này là amply tích hợp cho chúng ta là sẽ có là 7 băng tầng EQ để chúng ta xử lý cái EQ nó, để chúng ta rot nó. Đó, năm nay này tích hợp luôn cả rot server trong đây rồi. Cái thứ ba nữa là nó có limit. Thứ tư nữa là nó sẽ có delay. Như vậy thì lỡ những trường hợp mà chúng ta đánh mixer bàn mà chúng ta rải loa ở trên những cái hệ thống âm thanh lớn cho những cái như là nhà hàng hay những cái cloud hay là những cái quán mà chill loud đồ kiểu nó tay tay xíu á, nghe nhạc mà chất lượng sang sang mà lo nghe nhỏ gọn chứ không phải nghe ầm ầm á, thì cái amply là những cái giải pháp mà thường thường những cái nhà hàng khách sạn rất là chuộng đó các bạn. Và những cái dòng loa như thế này và gia đình cũng rất là thích, rồi rất là nhiều anh chị gia đình thích, tại vì bây giờ loa có nhiều khách hàng không thích to, thích là nó phải áp lực lớn, thứ hai là thiết kế phải sang trọng, thứ ba là chất lượng âm thanh đầu ra nó phải có. Thật ra để mà tìm ra những cái dòng loa như thế này ở trên thị trường thì cũng tương đối là hiếm và giá thành nó rất là loạn các bạn. Nhưng mà riêng với dòng SE này nó khá là cố định và cái giá này nó đã được cách đây cũng được 2 năm mấy 3 năm rồi, nhưng mà do là mình không làm, nhưng mà vô tình vừa rồi mình làm một cái sản phẩm loa và bên Thiên Vũ đã test được chất âm đó và rất là thích nên quyết định sẽ làm tập trung và làm rất là mạnh về sản phẩm loa này để đưa một cái sản phẩm chất lượng đến cho khách hàng. Và loa này ứng dụng như thế nào và
kết cấu như nào thì cái video ngày hôm nay Vũ sẽ tập trung và chia sẻ hết cho mọi người đến thăm số kỹ thuật cho từng cái series lo. Rồi còn hẹn các bạn trong cái video sau, các bạn nhớ đón xem tập 2 thì cái dòng E-Line này mình sẽ cho các bạn test âm thanh với áp lực đó. Ok rồi thì mình xin phép là mình sẽ ngồi lên ha cho dễ. Thì đầu tiên á là về âm ly thì mình sẽ xin được phép với các bạn thấy nè, mặt phay xước như cái clip trước là rất là đẹp, độ hoàn thiện rất là cao các bạn đó. Đây là cái con control, màn hình thì hiện LED, mặt lưới phay liền nguyên khối, logo SE Auto Technic, thương hiệu của Đức, power đây đó. Rồi mình sẽ cho các bạn coi mặt sau. Đây là cái manual khi mà trong có đó các bạn ha, khá là đầy đủ hướng dẫn cách sử dụng luôn đấy. Nhưng mà các bạn những khách hàng thường thường mà chúng ta coi cuốn hướng dẫn này nó hơi khó. Đây các bạn, nó hỗ trợ các bạn sử dụng Canon hoặc chúng ta sử dụng những cái rắc này dành cho những cái dự án thương mại đấy. Còn này thì gia đình chúng ta sử dụng Canon cho nó cố định đó. Xin lỗi mọi người, Speedcom, đây Canon hoặc chúng ta sử dụng dây này luôn, tích hợp cả hai nên là nó sẽ tích hợp được cho là chúng ta sử dụng trong nhà hoặc là chúng ta làm cho những cái dự án thương mại, nhà hàng, resort, khách sạn rất là tiện dụng đó, đầy đủ hết và nó có hướng dẫn khá đầy đủ. Đây là cái quạt tản nhiệt, đây là cái mã code cái sản phẩm đấy, và thấy chưa, nhìn rất là đẹp, từ cái con ốc thẳng hàng tất cả lục giác hết. Còn này là thép không rỉ mọi người nha, Vũ bán những con men này rất là lâu năm và chưa bao giờ những con này bị ra tan nha mọi người nha, thép không rỉ đấy. Rồi ok, mình sẽ bỏ con này ra một bên, mình sẽ không review con am, mình sẽ có dịp review con am và một cái cách hướng dẫn sử dụng con am đó sau. Còn hôm nay là Vũ sẽ tập trung cho các bạn thấy về cái con loa của IC. Thì đây trước mặt các bạn đây là con màu đen và đây là con màu trắng. Ê đó ok, mình để lên đây đi, để hai con. Rồi mình sẽ ngửa ra. Rồi các bạn thấy trước mặt các bạn đây là cái con, và các bạn thấy không, nó thiết kế rất là đẹp đó, cực kỳ đẹp luôn. Và phần lưới từ cái nước sơn các bạn, cameraman các bạn có thể zoom cận cảnh cho khách hàng cùng xem nha, thoải mái nha, cận nét càng tốt, lấy nét càng cận cảnh đó. Về chất liệu đó, người thấy chưa, nước sơn nó rất là đẹp nha mọi người nha, màu trắng đấy. Nó sẽ phù hợp cho những khách hàng có hai tông màu trắng và đen thôi, để chọn lựa chọn cho những cái nhà hàng hoặc là cái căn nhà sang trọng của mình á, chúng ta sẽ chọn vào đưa vào rất hợp lý đó. Rồi cái những cái con này thì để là khi mà chúng ta sử dụng á, ở đây á, khi mà con High Driver này nó chỉ có một lỗ hơi, thì riêng với con này về góc độ kỹ thuật các bạn lưu ý là lỗ hơi phải nằm ở trên nha, là về mức độ lắp. Và cái con IC34 này là nó sẽ có hai lỗ trên nên chúng ta sẽ linh hoạt hơn, chúng ta thể lắp ngược hoặc là lắp đầu nào vẫn được nha các bạn. Và cái phần bát nó cũng được linh hoạt hơn, phần bát phía sau đây, phần bát phía sau các bạn, nó có bát riêng các bạn ha. Đấy, chúng ta có thể linh hoạt sử dụng bát, chúng ta có thể treo bát cao hoặc chúng ta có thể treo bát giữa cũng được đó. Ra những cái dòng này nhà thờ hay là những cái dự án họ rất là thích những cái dòng này các bạn, nó đẹp và nó sang. Rồi thì để Vũ cho mọi người biết về tham số kỹ thuật của con này trên thực tế, đây Vũ có in ra để cho mọi người tham khảo. Cái loa này lắp những cái căn nhà mà chúng ta không muốn thấy loa, thứ hai là những diện tích mà nhà nhỏ mà khoảng 10 mấy mét vuông hay là 20 mét vuông á, thì các bạn có thể chọn cái loa này, nó sẽ rất là thẩm mỹ. Chúng ta sẽ để giống như là hai cái loa thanh ở kế ở hai cái tivi, hoặc là chúng ta thể giấu loa ở hai góc đó. Và áp lực cái con DSBL của hai loa này rất là cao, các bạn đừng thấy nó nhỏ như vậy nha các bạn, áp lực SBL rất là cao. Cái thứ hai nữa là con mẫu IC E-Line của SE, thương hiệu SE này nè, các đánh bù lô rất là tốt nha các bạn. Thường thường là những dòng column nó rất là mỏng đó, nhưng mà do cái driver thứ nhất là to, cái thứ hai là khả năng cái kết cấu của cái dòng E-Line này nên nó tạo ra cho cái sản phẩm rất là dày. Và khi mà mình hát, nhưng mà chúng ta sẽ mất thời gian khoảng về vấn đề tune các bạn. Chúng ta tune in cái loa này thì tương đối phải chuẩn tí xíu thì nó sẽ khai thác hết được cái chất lượng của cái loa. Rồi đây Vũ sẽ cho mọi người coi tham số của đây, các bạn thấy bạn có thể quay cận cảnh. Đây là tham số kỹ thuật của ba dòng RO IC32, 34 và 38. Thì 38 hiện tại là đang cái mức giá là cao nhất các bạn, thậm chí gọi là cao gấp đôi luôn, là gần khoảng
50 triệu một cặp loa này. Riêng IC38X các bạn, mức giá khoảng 50 triệu. Và các bạn coi FBL nó đây. FBL của dòng IC38 size lớn nhất là 134 decibel. Còn SBL của IC34 là 129 và IC32 là 123. Ở các bạn thấy không? Tương đối là cao các bạn. Công suất phải nói là tương đối là cao. Thì tất cả những cái dòng loa này các bạn, ở đây như con này đánh 4 ohm, 34 thì đánh 8 ohm, còn IC32 thì đánh 16 ohm. Các bạn có thể linh hoạt lên, linh hoạt để chúng ta có thể kết nối hai con IC để rải 4 loa vẫn được, thì nó vẫn ở chuẩn 8 ohm nha mọi người ha. Đó. Ok chưa? Đó, cái kích thước rất là nhỏ gọn. Đấy. Các bạn thấy không? Còn đây cái dải tần các bạn, nó đang show chúng ta cái băng tần mà khi mà chúng ta hoạt động đây, là nó tương đối, cái con IC38 thì nó tương đối cao, nhưng mà IC34 dần dần các bạn thấy không? Đấy. Nó thấp hơn. Tức là khả năng nó quýnh ở độ sâu cũng rất là tốt các bạn, nhưng mà cái con này thì chúng ta phải xử lý thì nó hơi kỹ xíu. Chứ xử lý mà cơ bản thì nói chung là nó sẽ chưa được tối ưu cho con này đâu. Đó. Ok. Thì bây giờ ngoài việc là Vũ giới thiệu rồi, tại vì Vũ đã từng giới thiệu cho mọi người rồi, thì cái con IC38 như thế nào rồi, chắc âm nó như thế nào rồi, thì Vũ sẽ dùng mượn hãng hai cái con này để cho khách hàng đến đây nghe thử hai con này có khả năng làm việc như thế nào thực tế, mọi người có thể trải nghiệm. Mình mong cái sản phẩm này sẽ giúp cho nhiều khách hàng những cái giải pháp khách hàng làm ở trong nhà, và thậm chí một cái mà Vũ đang muốn cho sản phẩm này đó chính là cái sản phẩm này sẽ ứng dụng cho những cái phòng có thể tích hợp phòng xem phim qua DSP nữa các bạn. Nên nó rất là tiện, những cái phòng nhỏ, những cái phòng mà muốn về mực độ thẩm mỹ thì mình muốn biến dòng loa này là có thể làm được xem phim cho mọi người luôn. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở một con River. Tại vì mình chưa mở lần nào nên video có dài thì mọi người cũng sẽ thông cảm nha. Mình sẽ mở cho mọi người con River bên trong của con loa này. Ok. Để mình sẽ mở cho các bạn xem. Mình cũng chưa biết cách mở. Đây, mình mở. Mình sẽ cùng các bạn mở cho các bạn xem luôn. Nói chung là mình bán hàng thì mình sẽ rất là rõ ràng. Mình muốn cùng tìm hiểu sâu những cái mà tại sao nó lại làm rất là tốt các bạn. Hãng, những hãng này họ làm cái loa này, cái vỏ ngoài nè. Đây, chờ xíu. Mình phải lấy cái lưới này là không có gỡ được rồi. Mình nghĩ là nó rút giống như con bô quá Khánh. Giống như con bô ngày trước, con bô rồ 32 mình đã từng mở ra, là nó mở cái nắp trên ra xong mình mới rút ra được. Ok. Hôm nay các bạn kỹ thuật đi làm hết rồi mọi người. Có mình Vũ ở nhà thôi và Khánh ở nhà thôi. Hôm nay tuần này là mình full lịch rồi. À. Có dưới không? Có dưới. Không, không nghĩ không dưới không? Cứ mở đi, mở thêm những cái thì coi nó đúng hay không. Cho mọi người cùng khám phá với Vũ. Vũ cũng chưa mở bên trong. Mở lại, mở. Đấy, là mở, ông mở đi đi. Ông mở hai cái này đi. Xong rồi ông... Từ từ. Đừng vội. Cái này thì thông tin cho mọi người luôn nha. Cái này là hàng Vũ mượn của hãng nha mọi người ha. Nên mình cũng sẽ cũng phải kỹ tí xíu cho người ta, dù là hàng nói chung là cũng đã test rồi, hàng gọi là hàng mẫu á. Và hiện tại những cái sản phẩm này Vũ đã có một order hàng về cho thị trường, những sản phẩm mới đem về cho mọi người rồi. Và hiện tại sản phẩm này được Thiên Vũ làm chính thức tại Việt Nam với cái mã E-Line của SE này. Phải có cách nào mở chứ nha. Khó mở cho mọi người nha. Để Vũ tìm cách. Vì nè, Vũ nghĩ nó có keo à. Keo chứ. Mở được, mở được. Nó sẽ có keo. Đó. Có keo. Lấy cho cái dao rọc giấy Khánh. Có keo mọi người ha. Mọi người có thể thấy nè. Bên trong này nó có keo nè. Đặc biệt cái độ hoàn thiện của thương hiệu SE, các bạn thấy những cái mã mà F3 mà Vũ đã mẫu ruột mà bên trong River mà mười mấy con loa á. Mọi người thấy rồi đó. Nó có keo mọi người ha. Keo nha mọi người, keo rất là dày nha. Đó. Phải mở ra. Khá là cứng nha mọi người. Cứng lắm. Rất chi là cứng. Ồ.
nhựa nguyên con luôn nha mọi người. Vậy mà nó quýnh dày thật. Đấy. Đây. Mở ra mọi người thì nguyên cái đường viền này nè là nó có keo. Không, nhựa ở đây thôi, cái này là nguyên sắt mà không sắt là nhựa. À, bông tiêu ẩm. Wow. Mình các bạn mình đã có sự lầm khi gõ phía ngoài, các bạn mình gõ mình cứ tưởng nhựa nhưng mà tại nước sơn nó làm đẹp quá, mình cứ rà vậy đây. Đấy các bạn. Nhưng mà các bạn coi đi các bạn, ở đây thì mình có nghĩ nó là bằng gan các bạn ơi. Đây. Đây các bạn, bạn có thể quay cái ron này nè, nó liền khối luôn à. À bạn thấy lấy nét không? Đây các bạn thấy cái con ốc của mình nãy mình mới tháo không? Đó, nó liền khối luôn. Chất liệu là chất liệu gan các bạn. Nè, nhôm hay gan gì đây nè. Đó, nhìn cái phần này nè. Đó. Đó. Còn đây cũng có keo các bạn, đây có lỗ hơi. Và bên đây là bên trong là có bông tiêu âm. Bạn có thể quay thẳng lên. Thẳng lên đó cho mọi người thấy. Đó. Đúng là ST nó làm cái này tốt quá. Rồi, mình sẽ lấy cái này ra. Rồi rút ra các bạn. Rồi. Thấy chưa? Nó giống cái Yang Rồ 32 luôn. Đi ra coi hãng bô các bạn. Làm nhôm hả? Nhôm, aluminium. À, blue phải không? Rồi sau khi mà Khánh coi kỹ lại cái tên gọi trong cái hãng các bạn thì mình đã xác định chính xác được là cái phần vỏ này là bằng nhôm các bạn ha. Có cái miếng đít. Còn cái nụp chắp ở hai bên đây là bằng nhựa các bạn, là bằng nhựa nha. Nụp cái nắp để chụp ở hai bên là bằng nhựa. Còn cái phần này là bằng nhôm nguyên khối các bạn. Nhôm nguyên khối các bạn. Đó, giờ mời các bạn xem cái driver bên trong loa. Đây là cái phần mà rất là nhiều khách hàng thích. Cho xin một bộ lục giác Khánh ơi. Đó. Đây. Driver của IC34 bao nhiêu inch đây? Để mình coi. Driver của IC34 là từ neo. Tất cả cái dòng series của dòng E-Line của SE là từ neo 100%. Đây. Cho các bạn coi. Đây. Các bạn ha. Đây là IC34. Driver của nó là 3.5 4 cái neo. À. Còn đây là 3.5 2 cái của IC32. Thì nôm na 3432 là đương nhiên cái việc là 2 loa, 4 loa và 8 loa. Đấy, 8 củ driver. Đó, nhưng mà đặc biệt với IC của IC38X á thì nó lại có thêm hai cái driver 0.5 inch shape nữa các bạn. Đấy. Ok. Đây, và nó được vát ngã góc để tăng được cái độ phủ đều. Cái củ lo của SE xưa giờ vẫn vậy ha. Nó vẫn có style này. Những khách hàng mà chúng ta đã từng coi cái video mổ ruột của vụ trước á thì các bạn có xem driver này. Wow, rất là xịn các bạn. Rồi, bây giờ mình cho mình cái bộ lục giác. Rồi, để mình mở cái củ này cho các bạn xem. Rồi, mình sẽ mở thử một cái cho mọi người coi nha. Vũ sẽ không mở hết. Để mở co, để cho tất cả các bạn và mọi người để biết được cái kết cấu thiết kế của con này. Cái việc mà tạo cái góc ngã như thế này nè các bạn là để giúp cho cái góc phụ của lo tốt hơn, nó giống như cái bô L1 Pro 8 các bạn. Độ phụ nó sẽ tốt hơn. Nó không thẳng hàng. Rồi để mình mở cho mọi người xem. Cái phần này nó cũng có keo luôn nha mọi người nha. Mình mở, thật ra hãng cho mình mượn thì chắc mình nghĩ là hãng cũng không có ngại cho mình mở đâu. Nhưng mà thật ra mình chưa xin đâu mọi người ơi. Mình chưa xin mà mở là mình thèm quá. Nhưng mà mình nghĩ đợt trước mình mở hãng cũng happy nên mình chắc này hãng sẽ không nói gì đâu. Thật ra mình bán hàng thì mình cứ review một cái chân thật nhất cho các bạn cùng xem, cho những khách hàng chúng ta cùng xem. Mua hàng chúng ta phải biết được chứ, còn mua mà bên trong cái ruột mình không biết được cái gì, mình đâu có biết được là mình đang mua cái gì. Rồi xem sao. Để coi tự neo nó có như thế nào. Đấy, rồi. Wow, nó đồ hoàn thiện. Đây là cái vành các bạn. Đây là cái vành để nó làm cái ron ép cái này các bạn. Và cái phần này mình vẽ chắc chắn là cũng
làm bằng gang các bạn ha, bằng nhôm luôn các bạn ha. Nha, mình cầm là mình biết rồi, nó nặng lắm. Để mình lấy lên. Ồ rất rồi. Các bạn ơi, mình cho mượn con vít dẹp đi, mượn vít dẹp. Các bạn, ở cái phần này các bạn, nó có keo các bạn. Ở nó cho những cái chỗ độ lẫy thế này nè. Nó có cho chúng ta để lấy cái nhíp để chúng ta dỡ lên. Nhưng mà khi mà mình vỡ lên như vậy thì nó rất là cứng, thì xác định luôn là nó có keo ron hết ở chỗ này. Họ làm rất là kỹ, hãng này, hãng cái đây họ làm rất là kỹ mọi người. Rồi, lấy ra đi. Hãng đây họ làm rất là kỹ, giống như những con M3 luôn. Cái độ hoàn thiện rất là cao. Đây, bạn quay cận cảnh cái độ keo, cái phần chân đây nè. Cái phần hộc chân, phần góc ngã đây nè các bạn. Bạn thấy phần keo không? Bạn em có thể quay cận cảnh hơn nữa không? Cho người ta thấy. Đó, phần keo các bạn, nó đổ keo các bạn. Nè, đi qua luôn nè. Full keo. Đấy. Để thứ nhất là cứng, chắc chắn. Thứ hai là cái độ ma sát nó không có thể xảy ra khi mà đang vận hành ở cái cường độ cao. Và chắc chắn là họ biết cái cơ lo họ cũng khủng khiếp cái nào rồi, nên họ thiết kế phải chắc chắn như vậy các bạn. Rồi, FPL rất là lớn. Rồi để mình tìm cách nãy chứ để Khánh đợi lâu quá, mọi người cũng chờ lâu. Đó, mọi người chờ mình xíu. À, mọi người cứ ngồi đó chờ xíu. Mình sẽ làm đây. Rồi, được Khánh ơi. Đây. Có hay không chưa các bạn? Các bạn, đây. Wow, đẹp quá Khánh ơi. Xin. Nè. Mới 3 không có dám cho tặng nhiệt đâu. Không, cái này không có tặng nhiệt. Đây, đây là cái phần ron keo. Đó, từ cái khung. Đấy, là nó hơi khít các bạn ha. Và ở chỗ này nữa các bạn, nó có một cái phần nhôm thiết ở đây, nó được liền và phần nhựa này được chồng lên. Nè các bạn, đầu tiên là mình ăn điểm cho các bạn chỗ này nè. Mọi người chờ mình xíu đi. Nhấn nút, giờ không có tay để nhấn nút chứ. Nhấn ra để lấy. Rồi, từ mọi người chờ mình xíu. Nhiều khách hàng không có kiên nhẫn, nói nhanh mình làm mình cũng nhanh, sợ mọi người buồn, nói review quay lâu quá. Rồi, thì nói về phần này trước đi. Phần này các bạn thấy nó liền lạc các bạn. Cái CNC nè, mình cho các bạn coi. Nó không có độ G luôn nha. Đấy, đấy, nó rất là liền nha các bạn. Nó không có G luôn nha, từ phần nhựa nè. Nó CNC rất là liền lạc, độ hoàn thiện cực kỳ cao. Bạn quay thẳng từ trên thẳng xuống á, thì khách hàng quá dễ thấy được, đúng rồi. Đó, quay như vậy nè. Đúng rồi, chính xác. Các bạn thấy không, nó không có một cái G luôn. Không có lòi ra, không có chỗ là chỗ trền ra, chỗ đưa vào. Đó, ok. Rồi, như vậy là mình đã cho các bạn xem. Mình sẽ kéo, mình nếu mà mình muốn tháo cái bông tiêu âm này ra. Giờ đây là cái driver nè các bạn. Nếu mà mình tháo cái bông tiêu âm này ra thì mình sẽ không phải mở hết cái giặt loa các bạn để mình gắn vào lại. Nhưng mà do mình hiện tại chỉ có mở một cái cho mọi người cùng xem thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi. Và đây chính là cái driver chính của dòng E-Line. Rồi, thiết kế vẫn như năm nào của SE. Các bạn có coi cái video mà 300 mấy 400 nghìn view ở trên cái đó rồi đó. Và nó có số series của driver đó, từ neo. Bạn thấy nó nhỏ không? Các bạn thấy đây nó có cái mã loa đây, mã driver đây. Đấy, đầy đủ. Có series từng cái. Mình chắc chắn luôn SE là mình đã từng mở rồi. Mỗi củ loa như thế này hoặc là một cái thùng như thế này đều có số series riêng hết. Bằng gang các bạn. Khung gang nha. Đó. Các bạn nghe chưa? Đó. Đây để mình để vô cái mic của mình nó cho bạn nghe được cái. Đó, thấy chưa? Và cái này có khắc SE. Để các bạn biết chính xác là thương hiệu SE. Chứ nó không phải là dán tem SE nữa các bạn ha. Khắc luôn CNC hẳn luôn cái khung này. Xịn sò các bạn. Đấy, phần này cũng có keo. Và đây là màn nhện của nó đây bạn. Đấy, màn nhện là bên trong. Bạn cameraman focus giúp mình ha. Đấy, nó hơi nhỏ mọi người coi ra xíu nha. Chúng ta trải nghiệm đây, hai cái râu của nó đây. Đấy. Cái từ nó khá dài nha các bạn. Từ nó coi cái từ nó độ dày bao nhiêu Khánh. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là dày các bạn. Con nó cũng tương đối lớn.
Đây các bạn nhìn cái con đây nè. Bạn nhìn trong các bạn. Ừ, đúng rồi, cái con trong này. Đó, cái con bên trong rất là lớn các bạn. Ok chưa, SE. Đó, rất là chắc nịch, nặng lắm các bạn. Cầm trên tay rất là đầm tay, cực kỳ. Ok. Đây, con này cũng như vậy thôi, nhưng mà nó chỉ có 2 driver. Mình không có mở cho các bạn xem. Những khách hàng nào mà đã xem cái video này, các bạn mà thật sự đam mê, thật sự là thích, các bạn có thể đến showroom Thiên Vũ, các bạn nghe. Mình sẽ set sẵn cho mọi người đến nghe thử coi cái khả năng mà khi mà review như vậy, và khi mà chúng ta test âm thanh thực tế, nghe bên ngoài nó phê, nó đã cái nào á, coi SBL nó khủng cái nào á, thì mọi người đến showroom Thiên Vũ 779 Trần Đào để xem nha. Còn cái video hôm nay thì chắc Vũ sẽ kết thúc, vì cũng khá là dài rồi. Cũng khá lâu, tại vì một cái video mà Vũ gom nhiều cái sản phẩm lại như vậy thì thật ra nó rất là lộn xộn, mà Vũ cũng đang muốn làm tới cho mọi người luôn, tức là không có chuẩn bị trước về kịch bản gì cả, cứ quay là mở cho mọi người xem thôi. Đấy, thì ok, thì sản phẩm này gọi là Eli, thương hiệu SE Auto Technic, thì hiện tại là Vũ đang được bán độc quyền tại thị trường Việt Nam. Thì các bạn có muốn trải nghiệm sản phẩm này thì các bạn đến showroom Thiên Vũ để trải nghiệm nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Vũ sẽ mở cái dòng IC32, mở ruột cái subwoofer chính hãng cho các bạn xem luôn, để các bạn xem coi kết cấu từ cái vấn đề DJ của nó như thế nào, để cho mọi người cùng xem coi là những hãng nước ngoài họ thiết kế cái loa này như thế nào. Và cũng thông tin trước cho tất cả các bạn luôn, thì sản phẩm này công nghệ và cũng như là người kiểm định chất lượng mọi thứ là đều gọi là của Đức hết, và nhân sự đều là nhân sự của Đức hết, và chỉ riêng với sản xuất thì nhà máy nó là nhà máy ở tại Trung Quốc cho các bạn ha. Có một số dòng sản phẩm sẽ là được shipping từ China về Việt Nam, và cũng sẽ có một số sản phẩm là được shipping từ Đức về Việt Nam nhưng vẫn là made in China, thì Vũ thông tin rất là rõ ràng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy video này hay và thực tế thì các bạn đừng quên ủng hộ cho Thiên Vũ một like, và Vũ sẽ làm nhiều sản phẩm cao cấp và nhiều cái giải pháp giới thiệu cho các bạn hơn. Những cái nhà thờ, những cái phòng họp, những ứng dụng rất là nhiều, những cái phòng phim. Ok, vậy xin chào tạm biệt các bạn. Đừng quên nhấn like và share cho mình. Bye bye.